có sư phụ đi xung quanh vậy đó, thì con rất rất vui và con không dám nói với ai hết. Để qua đây con nói sư phụ nghe là sư phụ ở đó có đi vòng vòng hết. Dạ, không biết nói làm sao nhưng mà rất vui sư phụ. Rồi sau khi đó rồi qua cái ngày thứ nhì đó thì con nghe bên sư Không Hư gọi con qua nói với anh Hùng á là sư phụ kêu về đây để tổ chức thiền tam. Thì trong khi đó con lấy thai tuần vacation rồi, con còn được 5-6 ngày nữa. Thì đúng như cái dự định là nếu con qua đây còn về trở về thì đúng ngày vacation luôn, xác liền luôn. Thì là con nói mừng quá trời quá đất, nó là sư an bài. Thì sư cô Không Hư nói là nó là sư phụ an bài, con mừng quá trời quá đất, rồi vui không có thể nào kể được. Rồi hôm nay tụi con có ở đây. Và còn một chuyện lạ nữa, tức là sau khi tụi con qua đây thiền ngày thứ nhất thứ nhì thì như giấc trưa với thiền làm như là có một luồng điện nó giật bắn người con lên. Sư phụ, cảm ơn sư phụ. À, nói khi nào con đeo cái hình trong sư phụ trong cổ con thì có ai nhắc con á phải đeo cái hình này vào, phải đeo hình sư phụ vào, nếu không thì cuộc đời á upside down, nói con như thế. Mà khi nào mà con đeo là có người nhắc con thế sư phụ. Dạ. Vậy điều thứ hai nữa, sư phụ trong sách sư phụ nói á, giảng kinh sư phụ nói đi, bất cứ người nào mà mình tu theo pháp qua Quán Âm, mà bất cứ người nào mình nghĩ đến á là sư phụ cũng cứu giúp người đó hết. Dạ, vừa rồi bà cô ruột của con chết á, con tự nhiên con nghĩ đến cô đến thương đến thiên thấy bà chết tồi quá, con nghĩ và con nghĩ đến cô á, tự nhiên đêm nằm con thấy bà chết rồi sư phụ, tự nhiên bà thấy con bà cười. Dạ, vậy là con đọc sách đó sư phụ, con đọc sách của thầy Tám á, con thấy thầy Tám á, thầy cũng có viết cái câu là sắp tới đây thường để sẽ cho tấm ẩn xuống trần. Ai có phước thì đã gặp, mà ai vô phước thì không gặp đằng về. Dạ. Mà giải thích ra rất là nhiều. Mà cuốn sách đó viết rất là lâu lắm thôi sư phụ. Viết lâu lắm rồi. Dạ. Quý vị nói cho rõ ràng, cầm cái máy cầu phương thì phải cầm vô đây, chứ cái cầm ở ngoài vậy thì cầm làm cái gì? Sợ cái gì, ai làm gì sợ? Kính thưa sư phụ, chúng con xin nhân được dịp này để tỏ lời biết ơn sư phụ, xin đổi ơn sư phụ đã cứu mạng, hay là ít nhất là đã che chở cho gia đình chúng con, vợ con và con gái của con. Cách đây một tháng khi ba chúng con đi cổng tu, xe chạy trên xa lộ thì bị tai nạn, đầu xe bẹp rúm lại, thì bánh xe bị gãy, trục xe bị gãy. Nhưng mà cả ba người con, vợ con và con không ai bị hề hấn gì hết. Mà cái xe ngày nay thì chưa xong, chưa lấy về, cách được một tháng. Nhưng mà chúng con không phải gì, chúng con chân thành đội ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Kính thưa sư phụ, ngày con đi thọ pháp ngày 8 tháng 3, rồi con về nhà, con của con nói mà sư phụ dẫn con của con lên trên trời á, bay lên trời đi ăn với sư phụ. Con của con về nói vậy, con biết con mừng quá, thôi con đừng nói nữa, mất thể nghiệm của sư phụ đi, để mẹ viết thơ, nó mà mẹ viết thơ gửi cho sư phụ. Rồi con về con thiền, con thọ pháp về con thiền. Con thiền con mới gái sư phụ, con thấy sư phụ. Rồi có một cái đèn bình xịt ngay mặt con, như ánh đèn bình xịt ngay mặt con, con mừng quá, con khóc. Con khóc quá trời, sư phụ nói thôi con ơi đừng khóc nữa, có sư phụ bên nè, ở gần bên với ba mẹ con đừng có khóc nữa. Cái có một bữa nọ, con đi học về, con đang lấy bài ra dạy con học, thì có một mùi hoa bay đầy nhà, thật là thơm. Cái con mừng quá, con nói với con của con, gia trì của sư phụ cho ba mẹ con mình nè con ơi. Hai con của con lên, chạy lên, chắp tay xá lại trên hình của sư phụ á. Ba mẹ con cũng mừng quá, con cũng mừng nữa. Con mới hỏi bà ba này, bà ba ơi, bà ba, nhà bà có thơm mùi gì không? Nhà tôi sao gia trì của sư phụ thơm đầy nhà à, bà ơi, tôi mừng quá bà ơi. Con nói vậy á. Rồi một bữa nọ con nấu cơm con ăn khoảng 1 giờ thì sư phụ thuyết pháp trên trời, con nghe
cái con mới nói sư phụ thuyết pháp trên trời làm sao con lên được, con nghe vậy. Sư phụ nói không sao, con ở đó con nghe cũng được vậy, có sư phụ đây nghe, sư phụ nói chứ con nghe. Con mừng quá sư phụ ơi, hỏi nhiều con quá. Đó, bây giờ hiểu rồi, hiểu hết rồi ha. Sư phụ mừng tới bữa nay còn khóc hả? À, sao kỳ này Dung với Oanh không có quà hả? Bận hay sao? Bận hả? Có ai biết không? Biết. Hả? À, ok, ok. Không sao đâu, còn nhiều nữa. Còn nhiều nữa. Mỗi lần được chút thí nghiệm mà khóc hoài vậy hết nước mắt á. Thưa sư phụ, con bằng đêm con thiền nó xong đó, cái con vừa nằm lên thì con không có ngủ sư phụ. Cái nó tê cùng mình, cái nó bay đi. Ê, mà nó bay rồi. Hoài à. Nó bay bay cái con sợ quá, sợ quá con chì lại. Trời, trời ngu quá sư, ngu tới mức vậy mà nói khai ngộ gì đâu. Nó bay đi chì lại. Nó bay mà tại vì con không có ngủ á, con còn mở mà con còn thức biết hết á. Cái nó bay đi cái sợ quá con chì lại, cái nó thôi mà dị hoài sư phụ. Cái có một lần sư phụ dẫn con đi qua cái chỗ mà nói hồi xưa Thích Ca thành đạo mà chỗ cây bồ đề đó sư phụ. Trời, qua đó thấy đẹp, cái cây bồ đề lớn rộng mà hồi nào giờ con đâu có biết gì đâu. Thấy rõ dữ lắm. Cái lúc sư phụ ở nhà cô Thơm mà bệnh đó, con buồn quá, đêm nào con thấy sư phụ hết, buồn quá trời buồn nên con khóc hoài. Cái đêm nào cũng thấy sư phụ chứ, sư phụ nói sư phụ không có sao đâu, không có chết đâu. Thì thôi sư phụ. Còn nữa hả? Trời ơi. Dạ, kính thưa sư phụ, con muốn hỏi sư phụ cái thể nghiệm tu hành của con á. Khi bình thường á thì con đi đứng năm ngồi, con cố gắng tập trung mắt huệ niệm năm câu, nhưng mà có lúc con niệm năm câu nhiều á, tự nhiên trên đỉnh đầu con nó có cái luồng âm thanh nó rất là mạnh, nó xuống, nhiều khi nó làm cho con nó muốn làm nhức nhức lắm. Dù như vậy có ảnh hưởng gì đến không sao sư phụ? Dạ, cảm ơn sư phụ. Dạ, còn một chuyện nữa sư phụ, nhưng mà nhiều khi mỗi lúc con thiền đó, con đêm đó, trước khi đi ngủ con cũng tập trung mắt huệ con thiền, có nhiều khi thân thể con nó bay, mà hồi đó nó bay nhiều lần lắm rồi, mà cái con động cái tâm á, tự nhiên nó trở lại về chỗ cũ lại. Tâm con nó động á, cái thân thể con nó trở về chỗ cũ lại. Cái bữa sau con nghĩ con gắn tập trung mắt huệ nó đi, nhưng mà cái con đi xa thì xa, cái con cứ để mà mở mắt mình coi thì có cái gì không, con mở mắt ra thì nó trở lại chỗ cũ nữa sư phụ. Vậy sư phụ có thể chỉ con làm sao để con tập trung bằng cách nào để con đi luôn được không? con đi... mắt là gì? Dạ, à. Tại con thấy con đi hoài, sao con thấy chưa thấy gì, con nói để mình mở mắt ra thử coi. Con mở mắt ra thì nó trở lại cho cũ, mà con thấy đi xa lắm á. Ngu còn dám nói. À, kỳ sao lấy cái thép dán con mắt lại. Đi luôn. Không, con nghĩ con thấy con mở mắt là như con mắt huệ nó mở hay sao rồi. Con thấy cái con thấy mà con về con biết, con thấy mà con nhớ nổi mấy cảnh giới đó. Từ từ mà. Dạ. Yeah. Còn được, lúc đứng cái gì hay mình... đấy. Đừng có tham cầu. Dạ, yeah, lúc mà đi đứng nằm ngồi mình tập mắt huệ gì, tương lai mắt huệ nó sẽ mở hay sao. Nó mở rồi còn sẽ gì nữa. Ai, chuyện Việt Nam nó hoài không hết. Người nào mà còn ở lại thì mai mốt nó tiếp mà. Dạ, cảm ơn sư phụ. Nhường cho mấy người sắp đi đó chứ. Con xin kể câu chuyện như Nguyên Tôn Hạc nữa sư phụ. Vui lắm, vui lắm. Sư phụ qua để con kể cái kia cho câu chuyện này cho sư phụ về, sư phụ nghỉ. Dạ, tại... Thôi để bác sao nói đi, nãy giờ con nói nhiều rồi. Dạ, vui để kỳ khác kì. Kính bạch sư phụ. Và các vị xuất gia sau các nói lẹ con được hân hạnh hôm nay con đến
Đài Loan này để giữ vô thiền tham thì con không có gì hơn. Đầu tiên con xin sư phụ tha thứ cho con, có nhiều cái khuyết điểm tội lỗi con đã theo tôi học trong 2 năm với sư phụ đó, chắc con nghĩ rằng con cũng có nhiều cái khuyết điểm đó. Con xin sư phụ tha thứ cho con. Và sau đây con chỉ nói là ngày trong một tuần con ở Đài Loan này thì con ngồi thiền ở đây, con thấy trong cái hình nhỏ con đeo này, con thấy sư phụ mặc đồ Quan Âm hiện đó ngay trước mặt con y như Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì con trong gần 2 năm tu học với sư phụ, con cũng thấy có nhiều cái kinh nghiệm mà con xin lỗi con, bây giờ con không có thời giờ để nói ra. Thì con chỉ nói trong cái tuần này con được gặp sư phụ và thấy sư phụ mặc đồ Quan Âm đến con, thì con rất thành thật đến đây để xin tạ ơn sư phụ và tất cả các sư và các bạn đồng tu. Ngày mai con lên đường. Mai về hả? Dạ. Con xin sư phụ tha thứ. Thôi đừng có khóc nữa. Tha rồi hỏi hoài. Không tha sao gặp sư phụ? Sao thấy sư phụ hóa thân được? Kính thưa sư phụ, ông chồng con là cái người đã phỏng vấn sư phụ ở San Diego, Mỹ. Xin gửi lời thăm đến sư phụ và cảm ơn sư phụ đã cho chồng con được thọ tâm ấn hôm tháng 3 vừa rồi. Sau đây thì con xin kể một cái chuyện vui nho nhỏ, mà chuyện này chuyện thiệt. Có liên quan gì tu hành không? Dạ thưa có. Ok. Dạ thưa con có một chị bạn đó. Cái hôm chị kể lại cái chuyện mà chị đi thọ tâm ấn đó, cái ngày mà chị đi thọ tâm ấn đó là rùng rợn ghê lắm. Cái gì? Rùng rợn lắm. Rùng rợn. Dạ, khi mà chị mới bước chân vô đó thì chị gặp một cái chị đồng tu. Chị mới nói: "Trời ơi, sao mà đi thọ tâm ấn sao mà mệt móng tay móng chân để dạy thon vậy nè." Cái chị sợ lắm, thì chị bước chân vô trong thì một cái vị hộ pháp kêu chị ngồi xuống cái chỗ đó. Thì khi mà chị ngồi xuống xong rồi đó, chị bắt đầu chị cắn hết mấy cái 10 ngón tay đó, chị cắn bằng miệng. Chị sợ quá thì chị không biết cái chuyện gì xảy ra. Rồi xong đó thì một cái vị hộ pháp khác đó kêu chị dời qua ngồi một cái chỗ khác. Thì cái chỗ đó ở phía dưới nó có một cái sợi dây điện, mà ở trên thì có nước nó giỏ giọt xuống. Thì trong khi chị ngồi mà chị nghe dạy dỗ như vậy đó thì chị rất là run sợ. Cái bắt đầu thì chị mới nghe dạy đọc cái tên của 5 vị đó, thì nó chỉ sợ lắm. Nhưng mà sau đó thì đến Tết đến đó, thì sư phụ qua thì chị thấy sư phụ rất là dịu dàng, vui vẻ và thoải mái. Chị lên chị cảm ơn sư phụ và từ đó về sau chị tu hành rất là tinh tấn. Chị kể chuyện vui vậy thôi. Chị nghe vui gì đâu. Vui quá hả? Thôi quý vị gạt sư phụ. Thôi về nghỉ đi ha, mai nói tiếp ha.
Thank you.
sợ mất mặt. What can I do? Mỗi lần gặp người Việt Nam, sư phụ sợ hết hồn, sợ khóc. Ngọc á, Ngọc cái chuyên môn khóc, nói nửa tiếng là khóc là hai câu. Ai mà nói hai câu là bắt đầu khóc. Gặp nhau ngắn ngủi cũng khổ ha, khổ quá ha. Còn đỡ hơn là không gặp luôn. Đỡ hơn không gặp là sao? Gặp nhau ngắn ngủi còn đỡ hơn là tới mức vậy đó hả? Chứ không phải gặp nhau ngắn ngủi nó khổ hơn sao? Tại sao nhớ dữ vậy cả? Hả? Sư phụ cũng đâu có ba đầu sáu tay gì đâu. Việt Nam ở Mỹ đẹp hết hồn. Cái này khó nói ha. Sư phụ không biết you fall in love hả? Chắc giống fall in love với gì phải không? Phải vậy không? Giống như vậy nè, giống như vậy nè. I'm very sorry. Đi qua đây lần nào cũng xài hết cái giấy serviette của tôi. Sao kỳ vậy hả? Bà xã bên đó nói gì, làm gì vậy đó? Nên làm cũng muốn tay thôi. Vậy hả? Nhưng mà nghĩ là... Rồi bây giờ hết không làm rồi hả? Mình đi làm trong nhà hàng chay rồi. Bên Mỹ giờ làm gì cũng khó khăn ha. Theo đúng vợ con cũng qua đây mà qua không được là tại vì tính là bữa 10 tây này nè là đi lấy giấy quốc tịch rồi, lấy passport đủ hết rồi. Nhưng mà nghe tin Thiền Tam cũng chắc cũng tưới được cũng mấy cây. Tưới cũng mấy cây trong sa mạc hả? Dạ. Nước mắt chảy không thùm hả? Tưới mấy cây. Tính là tháng 5 đi sinh nhật sư phụ á. Hai chồng đi luôn á, đùng một cái nghe tin đi trước hơn nữa. Phải bữa hôm nay phải mà sư phụ tổ chức Thiền Tam có 13 tây hay 12 tây là xong hết rồi, là có được đi hết rồi. Vòng vòng cũng không được đi nữa, coi như là 4 lần rồi. Không được đi hết. Không phải tại bên này Đài Loan nó đòi. Đài Loan, mấy người bên Đài Loan họ đòi. Họ nói mấy ngày nghỉ liên tiếp với nhau đó, họ không cần phải xin holiday. Thành ra sư phụ chỉ nghĩ là tổ chức cho mấy người Đài Loan thôi, chứ không có nghĩ là kêu quý vị qua làm chi gấp gáp, tốn tiền. Mỗi lần quý vị qua sư phụ thấy xót xa dùm hả? Sợ cái nhà băng mỗi ngày nó mỗi sụt xuống. Không sao hả? Con kiếm được hả? Nhà băng công đức nó lên hoài hả? Nhưng mà hai nhà băng nó cũng phải có cái gì quân bình chút, chứ không cái sụt xuống cái sụt lên thì mệt lắm á. Mấy người Việt Nam kia ngồi dưới chảy nước miếng hả? Thì ngồi lên chút cũng được. Mà sợ lát nó thôi ngồi lên đây đi. Rồi mấy người kia người ta ngồi đó người ta nghe. Ai muốn ngồi thì lên ngồi. Kỳ cục có mấy người học trò của sư phụ tuổi khỉ rồi khóc lắm. Như hôm qua cái ông kiến trúc sư á, cũng tuổi khỉ á, thương sư phụ dữ lắm á. Bất cứ bác làm chuyện gì cũng làm hết. Bất cứ lúc nào cũng làm mà vợ chồng con cái rồi sư thương hết. Hai vợ chồng hắn là quen sư phụ từ hồi chưa sư phụ chưa có nổi tiếng tới bây giờ, truyền tâm ấn từ hồi đó tới giờ cũng 6-7 năm á. Mà hắn là mà không có ở Đài Loan, không có pháp sư nào hắn không biết hết, nổi tiếng nhất hắn cũng biết hết, đi đâu người ta cũng trọng vọng lắm á. Tới đây bắt sư phụ bắt khiên đá thôi, không có trọng vọng gì hết. Tội nghiệp quá ha. Vậy là bây giờ làm sao hả? Fall in love kiểu này làm sao hả? Bà già mà cũng fall in love nữa hả? Cháu nội cháu ngoại tùm lum rồi hả? What can I do for you? Đưa thêm giấy đất để nó ướt hết áo. Bây giờ lũng hết sàn sư phụ. Thôi thì kỳ sau mấy người Việt Nam mà đến đây thì ngồi bờ sông kia nha không? Kiếm, hoặc là kiếm cây nào mà sư phụ mới trồng đó.
rồi ôm một bên á, ngồi đó. Gắn cái motor rồi. Gắn cái motor. Kéo lên. Gắn motor cho nó bơm ngược kéo lên. Khỏi cần kiếm cái cây nào mà mới trồng nữa rồi ngồi gần bên đó rồi. Rồi nhỏ giọt, ngắn giọt dài vô. Cho nó sớm, cho nó sống lại. Nếu kiếm cái cây nào khô khô đó thì ba bốn người ngồi một chỗ. Còn cây nào mà ướt ướt thì một người ngồi thôi. Còn cây nào mà nó đã sống rồi thì một người hai cây. Chia cho nó rõ ràng nè. Hả? Mai mốt sư phụ biết để bản đàng hoàng. À, cây này thì một người hai cây. Còn cây kia thì một cây hai người. Còn cái chỗ nào mà cái lòng sông nó hơi cạn mà nước nó hơi ít á thì phải ngồi súng vô đó. Kêu Đức kia là bác anh hùng sa mạc nè, Texas nè, à, với lại Ngọc á, hả, mấy tên mà chuyên môn giọt ngắn giọt dài đó. Cho ngồi ngay mấy cái lòng sông cạn cạn đó nữa, bổ túc vô, à, vậy đỡ. Chảy nhiều quá nên nó lỡ đất thì phải khiêng đá rồi đi. Khiêng đá đất rồi. Không ai vừa vừa thôi chứ phải, mình phải control chứ. Mình coi chừng nó đầy rồi mình đi chỗ khác chứ. Đúng ngồi lì đó được. Vậy được á, cô vừa được. Hôm trước sư phụ tính rồi. Có cái miếng đất sa mạc đó. 50.000 á. Lẽ ra phái mấy người này qua đó đang gìn giữ trồng cây rồi chứ. Viết tên rồi mỗi người trồng mỗi cây để tên của mình vô. Coi cây nào mà nó lớn mau nhất là biết người đó là nhiều nữa. Giật ngắn giật dài nhiều nhất. Mà đều sư phụ không có chưa rảnh mà cũng chưa biết cái miếng đất nó ở chỗ nào. Cái miếng đất nó ở sa mạc mà đâu có biên giới gì đâu. Nó một mít mù, mịt mù, một khoảng vậy đó. Nó ở đây, đây, từ đây tới đây vậy đó. Nhưng mà không có con dấu, không có làm dấu làm gì chứ, không biết chỗ nào. Chắc người nào cũng một miếng đất chắc mua 3-4 lần. Thì thôi được rồi, bây giờ mấy dân tộc của Mỹ đó, mấy người Mỹ đó thì hợp lại với nhau tổ chức đi tới kiếm cái mảnh đất của sư phụ đó, kiếm cho nó ra, kiếm cho đúng rồi làm hàng rào đồ lợi, trồng cây rồi vô viết tên đàng hoàng, cái nào của Texas, cái nào của Los, cái nào của San Jose, hả, rồi cái nào của Virginia, nó mỗi state, mỗi cái gì, mỗi châu hả, mỗi tiểu bang là trồng một hai cây gì đó, viết tên đàng hoàng. Mà mấy người mà liên lạc viên thì phải trồng 3-4 cây. Mình phải làm gương chứ. Texas thì kiếm trước hả, nước mắt nhiều hả, niềm cho nó mà Texas à, phải rồi. Thôi khóc quầy, mắt mũi khô răng hết trơn. Về nhà dòm bà xã dòm không ra rồi ôm bậy người khác. Ra đón rồi người thấy người nào cũng như người nào. Ôm bậy. Bậy người ta quýnh chết. Con không biết tại sao mỗi như lần kỳ Tết đó rồi. Cái đi lúc mà qua đây cái sư phụ cũng khen con mập, ai cũng khen con mập hết trơn. Cái thấy cái bệnh sư phụ ốm mà. Cái chừng về tới nhà mỗi lần mà để băng sư phụ vô con không biết tại sao con giống cười mà nước mắt cũng ra. Sao kỳ vậy? Cười mà nước mắt nó cũng ra nữa. Biết được, tới nữ rồi không dám cười luôn. Không dám cười. Kỳ vậy? Tội nghiệp không? Bây giờ làm sao? Sao mấy người con khỉ mà sao mang nước mắt vậy cả? Hồi sư phụ gặp mấy người con khỉ khóc nhiều lắm á. Kỳ ha? Khóc thiệt hay là khóc giỡn vậy nè? Hả? Ăn ớt hả? Bộ người ta két sao ăn ớt? Ai mà nhiều tình cảm dữ vậy hả? Thiệt sao? Sao mình coi mấy cái cuốn gì đó hồi xưa? Sư phụ nhớ hồi nhỏ coi mấy cuốn gì đó, cuốn cò bối đó, mấy người khỉ đâu có cảm tình gì đâu. Hả? Kêu hả? Truyện kêu. Không phải mấy cò bối á. Nó mấy người tuổi khỉ không có cảm tình gì hết. Hả? Chứ này khỉ có cái đuôi không hả? Đầu cá chứ ạ. Đầu cá. Tiêu chuối. Hả? Cánh gà.
Hai cân gà. Thiếu chuối hả? À. Chỉ có chuối mèo lý. Chuối mèo lý mới ăn được thôi, còn mấy chuối kia thì không có thấm gì phải không? À, ở đây trồng nhiều lắm. Ây da, thôi không ấy vậy nè. Không ấy qua ở hết Đài Loan đi cho rồi. Hả? Không tính vậy đi. Tính vậy hả? Tính luôn vậy đó hả? Sợ không được hả? Ây da, không ấy mình mua một cái đảo mà ở chung với nhau cho rồi. Đảo trung lập á. Ờ, rồi. Ai quốc gia nào qua cũng được hết. Miễn là chuyện thăm ấn rồi cái qua thôi. Hả? À. Vậy cũng được nữa, sợ người ta không cho mình ở chứ, người ta không cho mình làm kiểu này chứ ha. Nếu mà mua mình làm một cái quốc gia của mình thì được. À. Thôi để tính lại coi ha, tính lại coi. À. Làm một quốc gia gì? Quốc gia Quán Âm hả? À. Quán Âm Quốc hả? À. Thôi mà còng quá. Hả? À. Thiên đàng quốc. Mà còng quá, không ấy mình lên kia mình ở chung cho rồi. Đâu có bao xa nữa đâu, vài chục năm nữa mà. Hả? À. mua cái quốc gia vậy được không hả? À, ta có chịu không? Không chừng được ha. Mua đại cái hòn đảo nữa đó ha. Ha, à, nhỏ nhỏ cũng được nữa. Đồng thu qua nhiều quá chắc chìm đảo. Nước mắt rồi nó rớt tùm lum nữa, nó ngập lên làm sao. À, qua rồi thì chắc không khóc, khóc một lần thôi mà ha, khóc một lần đó. Ai à, làm chiếc ghe ấy dùng. À. Ngồi đó rồi khóc, nước mắt chảy xuống chứ đồng ngon chảy trên đảo mình ngập hết trơn. À, không sao, còn mấy mình đào mấy cái hồ mà swimming pool á. Ờ, à, nước mắt thiên nhiên, nước thiên nhiên. Tắm một cái là nhập niết bàn liền. Thôi thì bây giờ quý vị về hợp với nhau làm một dòng suối đi, đừng ngồi xung quanh. Khóc nhỏ giọt ngắn giọt dài đi. Chứ để uổng nước mắt quá vậy. Hồi xưa mấy nước mắt của mấy người cung phi mỹ nữ người ta lấy cái chén nhỏ nhỏ nó hứng phải không? Nghe nói vậy phải không? Có không? Mấy cái chén nhỏ nhỏ bây giờ mấy cái chén mà kêu bằng gì đồ cổ đó nhỏ nhỏ vậy. Hồi xưa để mấy bà mà quý phi rồi hứng nước mắt á. Nước mắt đây là hứng nước mắt làm gì à? Luyện đơn hả? Chắc nó ở Ả Rập rồi nó không có nước nhiều cái gì. Thành giọt nào nó cũng hứng lại tiếc á. À, không ấy thôi, thấy quý vị khóc hoài, sư phụ buồn quá, không biết làm sao bây giờ. Ừ, thấy cũng tội nghiệp. Ai, chắc mình làm cái kiểu đó mới được ha. Nhưng mà làm cái đó cũng không xong. Cũng có người ra không được. Ví dụ như mấy người ở Việt Nam, xứ Cộng sản đâu có ra được đâu. Đâu có visa, passport đâu, hả? Mấy người đại lục, hả? Mình cho người vô chứ bộ. Sao? Mình cho người vô. Cho người vô hả? Dạ, mình cho người vô. Lấn riết cái không còn chảy nữa. Thế qua mình luôn. Nhưng mà như vậy thì rủi nguyên cái đại lục nó chạy qua hết, mình đâu có chỗ ở đâu. À, phải không? Thành cái kế hoạch gì thay nó cũng không được. Thiệu vậy hả? Nguyên người Việt Nam qua ở cái đảo mình đâu có được. Nhỏ xíu à. Hả? Mới mua đảo lớn thì đâu có tiền. Mà đâu ai cho mình mua đâu. Hả? Giật nước Việt Nam lại ha. Thôi nói giận chơi. Giật chi. Mình nước thiên đàng mình rộng lắm mà. Bao nhiêu người lên ở cũng được. Nước Việt Nam tuy rằng đẹp mà đâu có thấm thía gì ha. Trên kia nước đẹp hơn. Nước Việt Nam mà hòa bình á, sư phụ về đó sư phụ làm vua. Ai mới ăn chay hết trơn, nếu mà không ăn, ai mà không ăn chay thì phạt. Phạt. mới con gà con gì cũng sống được thoải mái. À, làm vua mệt thế mò ai thèm làm. Làm vua cực lắm. Làm vua không phải là mình trị nước mình không. À, còn phải tiếp những người ngoại giao nước khác rồi nữa rồi. Chính trị rồi nữa, phức tạp lắm. Làm đó là coi như là đút tròn vô cổ.